thì cũng giống như các doanh nghiệp khác thôi. Bắt đầu từ khi khởi nghiệp, chúng ta cũng đi nhiều, cũng gặp nhiều đối tác. Và khi tới văn phòng của họ, họ đã có cái nền tảng từ 20-30 năm. Chúng ta cũng có quyền ước mơ sẽ có một cái không gian làm việc tốt cho nhân viên và cho chính bản thân chúng ta. Và điều đó thì cũng đã ấp ủ ở trong ban giám đốc từ lâu. Tuy nhiên là như tôi đã nói, mỗi một giai đoạn, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một điều kiện, chúng ta có những quyết định khác nhau và chúng ta phải tập trung cho những mũi nhọn. Vì vậy thì đến thời điểm hiện nay thì nó phù hợp để chúng ta tập trung để làm ngôi nhà lớn cho Parada. Thế nhưng mà với những người đầu tư như chúng thì xác định rằng việc ngôi nhà lớn thành công thì những ngôi nhà nhỏ của tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc. Chỉ có hơn 10 năm thôi, từ một cái sản phẩm tàu mà chỉ có 17 cabin, giờ chúng tôi đã sở hữu một cái đội tàu mà lớn nhất trên vịnh và đồng thời mà rất nhiều cái khu resort cũng như là khách sạn ở Tuần Châu nữa. Như vậy là để mà so sánh với các cái tập đoàn lớn thì tôi nghĩ là chúng tôi cần thời gian, nhưng tuy nhiên với sự phát triển cũng như là đội ngũ nhân viên của chúng tôi cùng chung sức để đóng góp kinh nghiệm để chúng tôi ngày một hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Từ 3 đến 5 năm tới, tôi nghĩ doanh thu của tập đoàn chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với những khách sạn 5 sao lớn. Thank you Paradise Vietnam for the beautiful office here in Tuan Chau Island. And the team is waiting for the new challenge and also with the upcoming project for this coming end of this 2019 and also for the year 2020. Once again, thank you Paradise Vietnam.